Nhà hết mồi nhậu rồi, anh em nướng đỡ mồi này cạp nha. Đấy, đây là món nướng đầu tiên của Việt Nam này. Món minh nướng. Đây là món nướng đặc biệt nhất từ trước. Đảo liên tục nào. Đảo ơi. Đều đó. Có gì cháy. Đây. Làm xong cho mới được ngồi.